Xin kính chào quý khán giả, chúng ta đến với nhận được trực tiếp tại sân bóng đá Chí Hải, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi trận cầu giao hữu thường tuần của cao thủ Trần Nguyễn. Ngày hôm nay đối thủ của họ là một đại diện quen thuộc Rita FC ở trong trận cầu này. Xử lý tốt của DB Trần. Còn đây là số 22 Thanh Cảm. Nhồi cánh phải hơi mạnh. Cú dứt điểm từ xa. 1-0 cho cao thủ Rita. Khá bất ngờ. Bàn thắng mở rất sớm vào ngày phút thứ 4 của số 3 mà thôi. Một cú dứt điểm từ xa dành cho cầu thủ Mao số 3. Đó là Nhật Phi. 1-0 rồi. Rita An Lâm vẫn đang tỏ ra quá mạnh và tỏ ra nhập cuộc tốt hơn trước đối thủ Trần Nguyễn. Sẽ cảm thấy hài lòng nếu như có những sai sót. Và các bạn đừng quên là tại Live Bóng Đá, những trận đấu như thế này được bấm máy vẫn có chương trình để dự đoán kết quả và trúng quà từ thương hiệu tàu của bạn. Và hoặc là những chiếc càng điện thoại sẽ được bắn thẳng vào số quý vị. Nếu như chính xác, rất quý hiểm. Hai pha làm bàn cho các thủ Rita. Tỷ số là 2-0, rất trong vánh, chưa đầy 5 phút. Một pha trả bóng về và nó đúng tầm dành cho cầu thủ Mao số 7, đó là Hào Hào. Hai không rồi. Cũng không thể trách được người gác đền cho cầu thủ Trần Nguyễn ngày hôm nay là một người đóng thế. Minh Vương. Thường thì cầu thủ này là một tiền vệ tấn công cánh. Nhưng trong một ngày mà anh phải đứng trước khung gỗ bất đắc dĩ, và trong vòng 5 phút thì anh đã tạch 2 lần. Là sẽ ổn định. Công anh, khoảng trống đấy rồi, không vào. Đồ người xuất sắc dành cho thủ thành Văn Đèo. Chính Văn Đèo là người đã không thử những pha làm bàn của Trần Nguyễn. Bigudi vẫn là cầu thủ Trần Nguyễn, đó là Tuấn Sport đưa bóng hơi sâu. Lên bóng hỏng Long Tín. Bây giờ mình có pha làm bàn dành cho cầu thủ Trần Nguyễn, và nó là cầu thủ Mao số 10 Long Tín, một người đã thi đấu bền bỉ ở tuyến giữa cho cầu thủ Trần Nguyễn ở trận đấu ngày hôm nay. Pha bóng vừa rồi thì mặc dù Văn Đèo đã đổi người chính xác, nhưng bóng khá trơn và lực sút quá mạnh đã khiến cho anh phải vào lưới nhận bóng. Một pha bóng không xuất sắc cho Long Tín, và cũng phải dành lời khen ngợi cho thủ thành Văn Đèo. Chỉ hơi đáng tiếc là lực sút mạnh và bóng trơn mà thôi. Công anh can thiệp cục. Làm gì đây? Rất nguy hiểm. Không có pha làm bàn. Quá đáng tiếc. Một pha bóng rất rõ ràng của Liam Percy. Số 7 chính là Liam Percy. Vừa rồi thì anh đã đứng chống trải và rất gần với khung thành của cao thủ Rita, mặc dù là không có cả sự can thiệp của Văn Đèo. Quả người tốt của Long Tín. Đây rồi, Long Tín không kịp tung ra cú dứt điểm. Nam Bụi là người đã can thiệp. Trọng tài cũng đã khất còi và chỉ tay vào chấm phạt đền. Sẽ có đá pen dành cho cầu thủ Trần Nguyễn. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Trước đó là DB Trần và Nam Bụi cũng đã lùi về phòng ngự hỗ trợ, và tiếc cho anh là trọng tài đã Liam Percy sẽ là người thực hiện quả đá penalty này dành cho cầu thủ Trần Nguyễn. Không vào. Xuất sắc dành cho Văn Đèo. Có lẽ là cầu thủ, những chân sút của Trần Nguyễn họ cũng không thể trách mình được.
khi mà ngày hôm nay đối thủ của họ có một thủ thành quá xuất sắc. Công Ngọc đang thoát nhanh, bắt phải khá hay của Nhật Phi, nhưng đây là Long Tín, không phải đó là Tín Xin Tô, không đâu. Bóng trôi qua trước khung thành, không mấy khi mà Văn Tèo để cho đối phương có cơ hội để dứt điểm và bị vượt qua. Nhưng tiếc là tình huống vừa rồi Tín Xin Tô lại để bóng trượt qua khung thành một cách đáng tiếc. Cảm ơn Cảnh Mập. Công Anh không lối, phản công nhanh cho Rita, đó là bao nhỏ 3-2. Chuyển rất tốt, không vào, bóng lại xoáy lên trời, một pha bóng mà nó đúng với cái tên. Lại là mất bóng, Thành Cao, Nghĩa Ma Tích, cú dứt điểm ngay. Những pha tấn công của Rita Lâm nó vẫn... Đấy thôi, Long Tín 2-2, đó là Long Tín. Cuối cùng thì đã có pha làm bàn và lại là cái tên quen thuộc của cao thủ Trần Nguyễn. Cú đúp dành cho Long Tín ở trận đấu ngày hôm nay. Dứt điểm bồi chính xác và thực tế nó là một cú xử lý rất tốt. Bóng vào góc xa và thủ thành Văn Tèo lần này đã bị che chắn và quá bất ngờ với khả năng xử lý của Long Tín. 2-2 rồi. Long Tín, cú sút xa, 3-2 dành cho cao thủ của Trần Nguyễn và đó là Long Tín. Long Tín đã giúp cho trận đấu của Trần Nguyễn giành chiến thắng khó khăn với tỷ số 3-2. Hat-trick dành cho anh và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Sau khi ghi bàn thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại cuộc so tài của Rita Lâm. Số đối với là Rita FC và Trần Nguyễn tại sân bóng đá Chí Hải tuần này. Trong một ngày mà mừng sinh nhật của người đội trưởng Hoàng Thịnh. Không sao cả, những người đội bóng của hai đội bóng đều là những người anh em. Một trận đấu hay vừa gửi đến quý vị ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và anh Nhiên cũng xin được thay mặt cho ekip của La Bóng Đá chúc cho người đội trưởng dẫn dắt đội bóng Rita sẽ thành công hơn nữa và một ngày sinh nhật vui vẻ. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi trong buổi tối ngày hôm nay. Đến đây anh Nhiên phải nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon. Đừng quên quay trở lại vào lúc 19 giờ tối mai.